có chân có ngắn điện kia, mình phải né nó. Có chân đụng nó đó. Có chân à, ý. Đã tiêu diệt xong một con rắn màu hồng. Kien Channel. Dana, Lucy và Chibi Trắng xin chào các bạn. Hôm nay, Lucy và Chibi Trắng sẽ hướng dẫn các bạn chơi trò chơi rắn ăn mồi. Kia, mấy bạn ơi, mấy bạn có nhìn thấy Chibi Trắng đang hướng dẫn một con rắn 7 sắc cầu vồng không? Hướng dẫn bạn rắn này đi ăn mồi cho mau lớn đó. Mồi của những bạn rắn này chính là những viên màu sắc đang lấp lánh kìa. Khi con rắn ăn cái viên màu sắc càng to thì nó càng mau lớn, mau dài ra. Còn ăn viên màu sắc nhỏ thì nó sẽ chậm lớn hơn. Giống như tụi mình vậy nè. Khi tụi mình ăn nhiều đồ ăn, uống nhiều sữa thì tụi mình sẽ mau lớn. Đó đó, mấy bạn nhìn thấy không? Con rắn 7 sắc cầu vồng mà Chibi Trắng đang cởi, bây giờ nó đã dài ra rồi đó. Hồi nãy nó mới có một xíu à. Trò chơi này rèn luyện cho chúng ta sự khéo léo và sự thông minh. Các bạn biết tại sao không? Tại vì trò chơi này không đơn giản là con rắn đi ăn mồi rồi lớn lên đâu, mà nó còn có một nguy hiểm nữa. Đó chính là khi cái đầu của một con rắn mà đụng vô con rắn khác thì con rắn này sẽ bị biến mất ngay. Cho nên Diệu Úc ơi, Diệu Úc nhớ điều khiển con rắn 7 sắc cầu vồng nha. Đừng có cho cái đầu của nó đụng vô những con rắn khác. Ok, nhớ rồi Lucy ơi. Nhưng mà khó lắm đó, tại vì con rắn càng ăn nhiều mồi thì nó càng mau lớn mà nó dài ra. Khi mà nó dài ra rồi thì khó điều khiển lắm, dễ bị đụng vô những con rắn khác lắm. Nhưng mà Diệu Úc cũng quên rằng khi con rắn của mình càng dài ra thì những con rắn khác cũng sẽ dễ bị biến mất hơn. Tại vì nó dễ đụng vô đuôi của con rắn 7 sắc cầu vồng của mình mà. Thôi để Diệu Úc tập trung coi. Thì kìa, có nhiều mồi quá à. À, có nhiều con rắn quá. Con rắn màu tím rồi. Con rắn ba màu, màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Ý, có con rắn nó vừa chạy vừa ăn kẹo mút kìa. Công nhận trong cái game này nó làm nhiều con rắn quá à. Ý, có con rắn nó còn đeo cái hình nó mặt trời trên đầu nữa kìa. Đáng yêu quá. Ý, có con rắn điện kìa. Coi chừng đụng vô nó là bị điện giật đó nha. Nhớ rồi Lucy ơi. Nhưng mà bây giờ con rắn mình dài rồi, phải cẩn thận nha. Đó, có con rắn này như lá cờ Mỹ à. À, rồi đụng vô cái mình con rắn màu xanh rồi. Vậy là con rắn 7 sắc cầu vồng đã bị tan biến mất tiêu rồi. Thôi bây giờ mình chọn lại con rắn khác đi. À, Diệu Úc sẽ chọn con rắn màu xanh lá cây này. Con rắn có cái mặt tươi cười nè. Cái mặt nó cười thì nó mới vui được. Thôi đi ăn mồi thôi. Con rắn mặt cười của Chibi Trắng đang dài ra từ từ rồi đó. Lần này Chibi Trắng sẽ bám theo cái đuôi con rắn chứ không có ngồi trên đầu nữa. Đi thôi. Wow, ở đây có nhiều mồi quá. Ăn mồi nè, mấy bạn nhớ nha. Tới bữa cơm thì ăn nhiều cơm, nhiều rau, nhiều thịt, nhiều cá. Rồi nhớ uống sữa đầy đủ nữa nha, để mau lớn như bạn rắn này nè. Thấy chưa, bạn rắn này ăn nhiều đồ ăn, cái bạn rắn này dài ra rồi kìa. Đó, dài ra. Ý, có con rắn gì vậy? Có nhiều loại rắn lạ quá à. Nhưng mà chỉ có con rắn của Chibi Trắng là dễ thương nhất. Tại vì cái mặt nó cười thiệt là tươi luôn. Coi chừng nha, coi chừng cái đầu của em rắn đụng vô những con rắn khác đó. Ý, con rắn điện kìa rồi. Xong quyền. Con rắn mặt cười của Chibi Trắng cũng bị tan biến rồi. Ủa quá. Thôi Chibi Trắng quyết định lần này sẽ chọn con rắn ốc sên. Các bạn nhìn thấy cái đầu của con rắn này y chang con ốc sên à. Bây giờ Chibi Trắng phải cẩn thận hơn nữa mới được. Uổng quá. Công tình nuôi con rắn mặt cười dài thiệt dài rồi. Bây giờ Chibi Trắng quyết tâm sẽ nuôi con rắn ốc sên này thiệt là dài luôn. Y, có con rắn điện kìa. Con rắn điện nó chạy nhanh lắm á, cho nên mình phải né nó nha mấy bạn. Mà càng lúc thì càng nhiều con rắn xuất hiện nữa, cho nên rất là dễ bị đụng vô người bọn chúng và mình sẽ bị biến mất đó. À, mấy bạn
khi chơi trò chơi này á, mình có một phương pháp để tiêu diệt những con rắn khác đó. Nhưng mà trước tiên mình phải làm cho con rắn của mình to ra, dài ra đã. Khi nó lớn rồi, coi chừng đụng, khi con rắn mình đã lớn rồi thì nó rất là dễ tiêu diệt những con rắn khác. Rồi rồi, đi thôi. Coi chừng nha, có nhiều con rắn đang tấn công kìa. Rắn ốc sên của Chibi Trắng ơi, cố lên. Ý, có một bạn rắn ốc sên nữa kìa. Kìa kìa, mồi, quá trời mồi luôn. Xíu nữa là đụng bạn rắn màu vàng rồi. Bạn rắn màu vàng đeo cái gì trên đầu không biết nữa. Trò chơi rắn ăn mồi này vui lắm á mấy bạn. Tại vì mình có thể chơi online trực tuyến với nhiều người luôn. À, bạn rắn ốc sên của Chibi Trắng đã dài ra một khúc luôn á mấy bạn. Coi chừng nha, coi chừng gặp con rắn điện đó. Con rắn điện nó chạy rất là nhanh nên mình dễ bị đụng vô lắm. Cho nên khi Chibi Trắng thấy con rắn nó là phải né ra liền. Nhiều màu quá. Có con rắn ngôi sao trên đầu nữa. Con rắn lá cờ Mỹ nữa. Wow, con rắn màu trắng và màu xanh. Nhiều màu quá. Không biết con rắn ốc sên với Chibi Trắng dài cỡ nào rồi ta. À, độ dài của nó đã hơn 800 đoạn rồi. Vậy là rắn ốc sên của Chibi Trắng đã dài lắm rồi đó mấy bạn. Rồi bây giờ Lucy sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách tiêu diệt một con rắn khác khi chơi trò chơi này nha. Đó là khi con rắn mình đã dài rồi, mình sẽ bao quanh một con rắn khác. Mấy bạn nhớ bao vòng tròn lại thì con rắn đó nó sẽ chạy vòng vòng và nó sẽ đụng vô người mình thì nó sẽ thua thôi. Đó, mấy bạn thấy không? Con rắn nó bị tiêu diệt rồi kìa. Đó là cách tiêu diệt con rắn khác trong trò chơi này đó. Đó là tuyệt chiêu rất là thông minh đó nha. Phải suy nghĩ dữ lắm mới ra được tuyệt chiêu này đó. Để nào xin chia sẻ cho mấy bạn. Để khi mấy bạn có chơi cái trò chơi này thì mấy bạn sẽ chiến thắng hơn những người khác. Bây giờ để Lucy Chibi Trắng biểu diễn lại cho mấy bạn xem lần nữa nha. Đâu rồi, để Chibi Trắng sẽ chọn một em rắn nào đây. Rồi, mình sẽ chọn em rắn này. Ý mà không được, em rắn này chạy nhanh quá à. Thì mấy bạn muốn tiêu diệt con rắn nào thì mấy bạn phải lựa con rắn nào chạy chậm thôi nha. Chạy nhanh quá mình bao không có kịp đâu. Ý, coi chừng đụng con rắn điện kìa. Nguy hiểm lắm. Vậy thôi mình chọn con rắn có nhiều ngôi sao trên người đi. Bây giờ các bạn nhìn xem tuyệt chiêu của Chibi Trắng và Lucy nha. Đó, cứ vòng lại, quấn ít đường luôn, không cho con rắn màu xanh này chạy ra. Rồi, con rắn này nó sẽ quay vòng vòng bên trong này luôn, nó không có đường ra nữa. Thì đến một lúc, cái đầu của nó sẽ đụng vô người của mình, thì nó sẽ bị biến mất thôi. Đó là tuyệt chiêu để tiêu diệt con rắn trong game này đó. Còn những con rắn nhỏ này thì rất là dễ tiêu diệt. Ý, coi chừng con rắn điện kia, mình phải né nó. Kìa, nó đã hết phát điện rồi kìa. Thôi đi ăn đã, đói bụng quá.
điện rồi. Bây giờ mình sẽ bao lá lại. Ý, không được. Nó tắt điện lại rồi, né thôi. Có chừng đụng nó đó. Có chừng. Đã tiêu diệt xong một con rắn màu hồng. Thôi nghỉ đi chibi trắng ơi. Đến giờ học bài rồi. Vậy thôi cho con rắn ốc sên biến mất nè. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Nó bao lại hết rồi kìa. À, trời rồi, bị mất chữ miệng rồi. Trời ơi, con rắn tàu lửa. À, ui hên quá. À, mình lượm được một cái phương miệng. KM Channel. Xin chào các bạn, mình là rắn xanh. Bé Na nuôi mình á. Hôm nay mình được chị bé Na cho mình đi ra ngoài thế giới phép thuật để đi tìm cho được 3 vương miện để trở thành vua của loài rắn. Chị bé Na chỉ cho mình có vài sinh mạng thôi, để lỡ có gì và hồi sinh, cho nên mình phải thiệt là cẩn thận. Khi cái đầu của mình á mà đụng vào bất cứ con rắn khác thì mình sẽ bị tiêu đời. Và những con rắn khác thì cũng vậy, cái đầu của nó mà đụng vô người của mình thì nó cũng sẽ bị tiêu. Ơi, có con rắn mù ma dương kìa, cái đầu của nó là đầu con trâu. Và những con rắn này á, khi mà nó bị chết thì nó sẽ để lại những ánh sáng phép thuật. Mình tới đó mình hút những ánh sáng nó vô thì mình sẽ rất là mau lớn và có rất là nhiều phép thuật. Kìa, một con rắn nó bị tiêu đời. Đi hút thôi, hút phép thuật của nó kìa. Nhưng mà phải cẩn thận, tại vì khi có một con rắn mà bị chết đi thì có rất là nhiều con rắn khác bu tới để hút phép thuật của nó. Cho nên mình phải cẩn thận, nếu không cái đầu của mình đụng vô những con rắn khác là mình cũng tiêu đời. Kìa, một con rắn đã bị tiêu đời. Hút phép thuật thôi. Đó, mấy bạn thấy không? Rắn xanh của bé Na đã lớn lên rồi đó. Dài thon luôn rồi kìa. Để phân biệt với những con rắn khác thì rắn của bé Na có mũi tên màu xanh ở phía đằng trước đầu á. Một con rắn vừa đụng mình quay lại hút phép thuật. À, rồi, xong rồi. Hồi sinh. Do mình tham hút phép thuật cho nên mình đã bị đụng vào con rắn khác rồi đó. Hay, bây giờ phải cẩn thận hơn. Ui, đây là con rắn ma, cái đầu của nó là đầu lâu kìa. Ghê quá, hồi xích ra, mấy con rắn này bự lắm. Sau khi mình hồi sinh thì mình lại trở lại nhỏ xíu như ban đầu rồi. Đó, mình đang hút ánh sáng phép thuật của những con rắn bị chết đi á. Kìa, có con rắn gì kìa, nhìn nó giống con rồng quá. Thôi, mình bây giờ đi kiếm những con đom đóm, những con bọ để ăn thôi. Loài rắn mà. Kìa, có con ngáo ộp kìa, nó to lắm. Nhưng mà không dễ gì bắt được nó đâu. Hay, tìm thức ăn để mau lớn đây đã khó rồi, làm sao tìm được 3 cái vương miện để trở thành vua của loài rắn đây mấy bạn ơi. Khó quá. Ui, con gì vậy? Kìa, nó đang bao con ngáo ộp lại để nó ăn kìa. Rồi, một con ngáo ộp tiêu đời. Trời ơi, con rắn gì mà nó bự quá. Biết chừng nào mình mới bự được như vậy đây mấy bạn ơi. Bự quá. Con rắn này mà bị chết, chắc là nhiều phép thuật văng ra lắm đây. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Nó bao lại hết rồi kìa. Ghê quá. Phải chạy cẩn thận. Đó, mình đụng ngáo ộp mà mình không ăn được nó. Kìa, một con rắn chuốt bị tiêu đời rồi. Hút phép thuật thôi. Tranh thủ. Ý, nhưng mà cẩn thận, có rất là nhiều con rắn bu lại. Mình mà lo ăn phép thuật quá, mình đụng vô nó là mình tiêu đời đó. Ý, mình mới được ăn một con bò cánh cam. Cẩn thận. Ui, ghê quá. Có con rắn búp bê chứ kìa. Con rắn búp bê, cái đầu nó là búp bê á. Các bạn biết không, mình càng to ra thì điều khiển càng chậm và càng khó di chuyển. Tại nó dài quá, khó điều khiển, cho nên cái đầu mình rất là dễ đụng vào mình của những con rắn khác. Cho nên mình phải cẩn thận. Ý, có 500 kìa, phép thuật 500 hút chưa. Khi mình hút phép thuật 500 thì mình có thể hút đồ ăn nhanh hơn mọi con rắn khác, là mình sẽ mau lớn hơn á. À trời, mình mới đụng con rắn búp bê.
uổng quá, uổng quá. Mình mới vừa lớn thêm được một xíu à, bây giờ lại phải hồi sinh nhỏ lại từ đầu rồi. Ai, khó quá mấy bạn ơi. Chị Chibi Trắng ơi, cứu em. Ô, hên quá. Một con rắn to thiệt là to mới đụng mình. Ơi, chưa kịp ăn gì hết là con rắn khác nó ăn phép thật rồi. Uổng quá, uổng quá. Thôi, con bạch xà kìa, con rắn màu trắng. Con rắn này là con rắn sát ướp Ai Cập. Ghê quá. Chị Bé Na ơi, chỉ cho rắn đi. Rắn nãy giờ bị mất hai sinh mạng rồi, khó quá. Thôi được rồi, được rồi, để chị Bé Trắng chỉ cho nè. Ai quẹo nha, cẩn thận, cẩn thận. Phía bên trái có một con rắn tất rất là to. Và nó đang giữ một cái vương miện á. Nhưng mà bây giờ em còn nhỏ lắm, em chưa đụng gì nó được đâu. Dạ, dạ. Bây giờ lo kiếm đồ ăn, ăn trước đã để cho mau lớn. Với lại canh con rắn nào vừa chết á, mình tới mình hút được phép thuật, ánh sáng phép thuật của nó. Dạ. Cẩn thận, cẩn thận. Đó, hồi nãy mình bị chết bởi con rắn búp bê này nè. Ui, con rắn gì mà to quá vậy. Dì, con rắn bơm bướm hay gì á. Ý, có ánh sáng kìa. Cẩn thận, cẩn thận, đừng tham ánh sáng quá mà bị đụng á nha. Ô, mình hút được ánh sáng của một con rắn mới vừa chết nè. Cho nên mình to ra được rồi nè. Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi. Kìa kìa, cẩn thận, cẩn thận. Mẹ nữa mình chạy nhanh là mình đụng người con đó rồi, thấy chưa. Có con ngó hộp kìa, nhưng mà không biết làm sao để ăn được hết. À, em phải quấn vòng tròn, bao nó lại mới được. Ô, có một vương miện. À, hên quá, hên quá. Có một con rắn mà đang mang vương miện bị chết. Ê, vô tình mình có được một vương miện rồi. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Mình đã có một vương miện đầu tiên trong đời. Bây giờ ráng kiếm được hai cái vương miện nữa. Nhưng mà khó lắm. Bây giờ mình càng lúc càng dài ra rồi. Mình đâu cách nào để mình điều khiển để cho đúng được đâu. Dễ bị đụng vào mấy con rắn khác lắm. Rồi rồi, cứ theo lời Chibi Trắng đi. Chibi Trắng sẽ chỉ cho. Mình mới ăn được một con ngá hộp. Khi mình lớn lên á thì mình sẽ ăn được cái Chibi Trắng. Đúng rồi, đúng rồi. Còn con ngá hộp kia bự quá, ăn không được. Thôi, ăn mấy con này đi. Ôi, cuối con rắn gì màu xanh lè mà có cái màu vàng ở trên vậy. Ê, con ngá hộp này bự quá, mình ăn không được đâu. Thôi thôi, đừng có dí theo nó. Dí theo nó một hồi là bị đụng vào con rắn khác đó. Ý, có ánh sáng phép thuật kìa. Nè nè nè, rắn bây giờ em đang ở hạng 194 rồi đó. Hồi nãy em mới vừa được hồi sinh lại mơ hạng 500. Bây giờ em bự lên nè, em được xếp thứ hạng 200 rồi kìa. Ơi, vậy hả, vậy hả. Không biết khi nào mới được về hạng nhất ha. Được về hạng nhất đó là vua của loài rắn. Trời ơi, em phải cẩn thận kìa. Ý, có con rắn sâu kìa, ghê quá, nó to quá kìa. Coi chừng, trời ơi, nó dài quá. Coi chừng đụng vô người nó bây giờ. Dài quá, dài quá. Trời ơi, con rắn này không biết sao điều khiển nổi hơn nữa. Ý, cẩn thận, cẩn thận. Trời ơi, con rắn gì mà màu đen, màu trắng, nhìn ghê quá. Cẩn thận, cẩn thận. Ý, đằng trước có một con rắn mới vừa bị chết kìa. Tớ hút phép thuật thôi. À, trời rồi, bị mất vương miện rồi. Hồi sinh. Ơi, à, tiếc quá mấy bạn ơi. Mình có một cái vương miện và mình to lên như vậy. Khi mà chết đi thì vương miện bị văng ra biển rắn khác cướp rồi. Ôi, con rắn gì vậy? Trời ơi, rắn tàu lửa. Cái đầu nó là đầu tàu lửa kìa. Bởi vậy, hành trình đi tìm vương miện để trở thành vua loài rắn, mình phải cẩn thận và rất là khó khăn. Chứ đâu phải muốn thành vua loài rắn là dễ dàng gì đâu. À, mình biết rồi, mình biết rồi. Nhưng mà mình tiếc quá, mình tiếc một cái vương miện quá. Kiếm một cái vương miện cực khổ lắm chứ bộ. Trời ơi, con rắn tàu lửa. À, ui, hên quá. Nó đụng mình, nó chết queo rồi. Ui, hút, 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 hút. À, mình lượm được một cái vương miện. Ừ. Ý, có một con rắn bự khác cũng vừa đụng vào người mình. Cẩn thận, cẩn thận. Hên quá, hên quá. Mình hút hết tất cả năng lượng của nó nên mình mang nhanh bự kìa. Chứ hồi nãy mình mới vừa hồi sinh mình nhỏ xíu à. Hi, hên quá. Hút thôi, hút thôi. Hút thật là nhiều năng lượng pháp thuật. Bây giờ mình đang có một vương miện rồi đó. Bởi vậy cẩn thận nha.
Ừ, con rắn sâu kìa, con rắn quái vật kìa, nó có một mắt à, còn con rắn lửa nó màu đỏ kìa. Ui, hình như thôi tiêu rồi, tiêu rồi. Mấy con rắn này phát hiện ra mình có phương miệng, cho nên nó đang bao vây mình kìa, để cho mình đụng vào người nó là mình chết đó mấy bạn. Ừ, con rắn đỏ với con rắn xanh này âm mưu ghê quá. Thôi mình phải cẩn thận hơn. À, một con rắn xanh bị tiêu đời rồi, nó giăng một cái vương miện ra nè. Hút thôi, hút thôi. Mấy bạn ơi, mình có hai phương miện rồi. Vậy là mình chỉ còn một cái phương miện nữa là mình chiến thắng. Ui, một con rắn đã thua mình rồi. Hút 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 năng lượng. Ê, cẩn thận con rắn đỏ kìa. À, ghê quá, ghê quá. Cẩn thận, chỉ còn một phương miện nữa thôi, chỉ còn một phương miện nữa. Cẩn thận. Trời ơi, bây giờ hai con rắn xanh đang bao vây mình kìa, nó biết mình có hai phương miện á. Nó muốn cướp của mình đó mấy bạn ơi. Ý, con rắn đỏ nó kìa. Cẩn thận. Nghe không em rắn, em đi từ từ thôi. Dạ em biết rồi. Bây giờ chỉ cần tìm một phương miện nữa thôi. Mấy bạn ơi, mình sắp trở thành vua loài rắn rồi. Mừng quá, mừng quá. Ui, cái con rắn đỏ trắng này là con rắn gì vậy? Giống rắn domino quá. Cẩn thận nha, bây giờ mình rất là khó di chuyển. Tại vì mình đang ở thứ hạng 70 kìa. Vậy hả, vậy hả? Ừ, cẩn thận. À, có một con rắn thì bị chết. À, rồi. Trời ơi. Nó vừa có một viên miệng văng ra. Nếu mà mình lấy được là mình trở thành là vua loài rắn rồi. Nhưng không ngờ mình đã bị tiêu đời. Thôi ngoan đi, ngoan đi. Cố gắng lại lần nữa, chị sẽ hồi sinh cho em. Và bây giờ em lại tiếp tục hành trình đi tìm vương miện để trở thành vua loài rắn đi nha. Bây giờ chị phải về nhà đi học đã. Bye bye.